Kiếp nạn thứ 89 khi mùa văn nghệ đến, bạn bè hỏi mượn đồ make up và cái kết. Mỗi dịp văn nghệ đến, nhiều bạn nữ lại sợ hãi vô cùng chỉ vì kiếp nạn mang tên mượn đồ make up. Học sinh mà, kiến thức cũng như kinh tế còn hạn hẹp nên đồ make up thường là những món không phải ai cũng có. Chưa kể còn phải đi theo bộ bởi vì có rất nhiều sản phẩm như là kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ, phấn khối, phấn mắt, phấn má, son, kẻ mi, kẻ mày, vân vân và mây mây. Chính bởi vậy những cô nàng xinh đẹp, điệu đà hay biết make up một tí trong lớp sẽ là tâm điểm của sự chú ý và được nghe các bạn nỉ non rằng: "Văn nghệ cho tôi mượn đồ make up nha." Câu nói nhẹ nhàng mà nghe như sét đánh ngang tai khiến nhiều người sợ hãi. Một số người cho biết đồ make up sau khi cho mượn xong thì thường sơ sát, tàn tác, không được như lúc đầu, khiến chủ nhân xót xa, xen lẫn bức xúc mà không biết kêu ai. Một bạn khác thì chia sẻ bi kịch của bản thân khi bạn bè nhờ make up sương sương với yêu cầu đơn giản thôi, như mày là được. Họ đâu biết để có được diện mạo như này thì cô nàng đã phải make rất kỹ, mất thời gian, công sức, chưa lấy đâu ra mà sương sương với đơn giản cơ chứ. Chính bởi vậy các cô nàng truyền tay nhau rằng hãy sắm ngay một bộ mỹ phẩm của thương hiệu La Mela để cho bạn bè chị em mượn, tránh mất lòng nhau. Theo đó, La Mela là bộ mỹ phẩm giá rẻ, nguyên set đủ tất tần tật chỉ có hơn 100 cành thôi. Tuy nhiên, hiệu ứng và công dụng đến đâu thì không ai dám chắc. Hy vọng rằng chiếc trend hài hước này như cách để thể hiện đầy ý nhị, nỗi lòng của nhiều bạn về vấn đề mượn đồ make up, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, tránh xảy ra những tình huống khó xử không đáng có, ảnh hưởng đến tình bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.